thành phố Đồng Hới. Tức là anh đi ra đấy bao nhiêu cây? Là từ Quảng Ninh ở Đồng Hới mà ra đến Hà Nội là 450 cây. Tức là đi từ đêm qua đúng không? Vâng, đêm qua. Là phải ra bằng được, rồi, bằng được con này luôn hả? Vâng. Thế là anh theo dõi kênh của em lâu chưa? Kênh em lâu chưa? Em theo dõi kênh của anh lâu rồi. Nói chung xe bên cho anh salon, xe cũ của anh là đúng toàn xe chất lượng đấy. Toàn xe đẹp đấy. À, em theo dõi cũng... ông này ra anh đấy. Anh khách này ra từ hôm qua đấy, khoác nhìn này. Từ Quảng Bình đấy. Ôi, ba lô rồi. Bây giờ là đưa ông anh lên ngân hàng các bác ạ. Đó, mà đi một mình ông đấy, anh mình sẽ tin tưởng mà đi một mình này. Đấy. Sướng, sướng ra mặt luôn. Đấy. Để cho anh con xe, kỷ niệm anh con xe quá đẹp luôn các bác. Tela nhé các bác nhá, Nissan Tela. Đấy, với là quá chất luôn. Với là bên nhà Minh, chỉ Minh là bên cửa hàng salon là nói chung tin tưởng đảm bảo chất lượng xe. Một bên em ra mua xe em cũng tin tưởng anh, nhưng mà đi một mình đấy. Đúng là chân hài luôn. Và bây giờ nhá anh nhá, bây giờ là đúng là đưa anh đi ngân hàng lấy tiền, rút tiền luôn. Đúng rồi, đúng là đấy. Anh nhanh chút cho con duyệt luôn mà khỏi cần kiểm tra xe. Em đang đưa ông anh lên ngân hàng đấy để anh rút tiền ngân hàng. Đã tin tưởng nhau rồi. Sau đó là viết giấy bán xe cho anh ấy thôi, xong là anh đánh thẳng về Quảng Bình luôn anh. Đấy, đúng vâng, anh thẳng luôn. Lái một mình đấy. Xe đẹp thì lái cơ mà. Vâng. Thích quá đẹp luôn. Mấy hôm theo dõi mình chưa ra kịp. Có nghĩa là nóng ruột. Phải quyết bằng da hả? Phải quyết ra cho được. Thế là hôm qua đi xe giường nằm là lên là cũng ngủ mạch luôn đến sáng luôn hả? Đâu, ngủ thao thức. Là sáng nay mình sang đây sớm á. Vâng. Ở bên ở Hà Nội mà sang bên này mà mình sở muộn là họ rước con em này cái này đúng không? Vâng. Thế cho nên là phải là ông anh báo tận cả đêm mà không ngủ được luôn á. Vâng. Sáng phải đi taxi sang kiếm cho được. Nói chung là chất lượng xe bên em này ok gì? Khỏi nói, y chang xe mới luôn mà. Đúng rồi. Bởi vì em ra tin tưởng anh mới xem xe như này thì khỏi cần kiểm tra. Đi ngân hàng giữ tiền đấy, ký. Nói chung là em cảm ơn anh về cái độ tin tưởng của anh dành cho bên em nhé. Vâng, với là bên nhà em mua xe anh thế cũng tin tưởng bên cửa hàng. Đây là xe chất lượng. Thị trấn em nhé các bác nhé, đây ở huyện em đây, đây là sắp đến ngân hàng ở đây. Vâng. Nói chung là đúng là lần đầu tiên em mới đi Bắc Giang. Đi êm anh nhỉ, vâng. Êm chưa? Xe chất lượng thật. Sướng chưa? Hơn con Camry của em nữa. Đấy, zin mà, con này zin mà anh, xe zin tuyệt đối luôn. Zin cả xe luôn. Zin chạy cứ cảm vì cái đòn em, đi lỗi êm. Em đi lỗi êm này cơ mà. Anh nhìn này. Cam trên đầy đủ hết. Nó có thua gì xe Camry đâu. Đấy. Đấy. Quá đẹp luôn này. Quá đẹp. Chất lượng thật. Đây là mình ngân hàng rút tiền các bạn. Đây các bạn nhìn này. Tabli này. Cụ lồng mới này mà ghế da nó zin nó êm, ghế kiểu ghế xịn không? Bởi em thao thức. Anh ạ. Phải phi cho được. Ra lúc, đấy lúc nào báo. Em vào Quảng Bình du lịch nhá. Vâng, rồi Quảng Bình thì có Đồng Phong Nha này, Đồng Tiền Đường. Vào đấy em alo anh. Anh ông anh mua được con xe đẹp ưng ý là cười tươi, cười sướng luôn. Vâng. Đấy. Nói chung đi từ Quảng Bình mà ra đến Bắc Giang mà gặp được con xe này ông anh, quá tuyệt vời. Ông anh dùng cái thẻ BIDV thế là vào với phải lên thành phố các bác ạ. Đi đường dài đâu không có cục. Đây đang đi test thử luôn cho anh xem à, sướng đi luôn xe, con xe luôn. Xe quá tuyệt. Đi nó êm cho anh. Đi cao tốc mà êm này anh bảo. Này em sẽ check cho anh 100 nhá, 100 cây số nhá. Trăm cái con xe này 100, 200, 300 thoải mái những cái đường này người ta không cho đi. Bây giờ là đường này là đang đấy. Xe giờ đi làm về đông. Vâng, đấy mà không được đi nhanh. Đấy được đó. Có anh yên tâm. Đây để em kiếm chỗ thoáng em test thử anh cho anh luôn. Trước còn nhiều xe lắm. Rồi anh yên tâm. Đây nhá. Cho anh thích luôn này. Anh kiểm tra cái chất lượng xe này. À anh nhìn này. Uầy, mượt nhỉ. Mượt chưa? Em đã bảo bên em xe đẹp là xe đẹp. Đấy anh ạ. Mượt chưa? Này, vượt hết các đối thủ chưa? Loại đấy mà test lên 100 bây giờ luôn. Đấy. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời cho anh. Em là em. Em du ngồi trong nên nó cách âm tốt chưa? Quá tốt. Đi nó là êm nhỉ? Anh ạ, đi nó cứ đấy. Kiểu êm gì, giảm sốc nó rất là tốt. Vâng. Đây vào những chỗ này, những con xe khác đấy. Là nhảy vỗ lên này. Nhảy vỗ. Đấy, con xe êm chưa? Đấy. Cái dòng xe hai đầu anh bảo nó thứ nhất là nó form đẹp, thứ hai nó rất là nó đầm. Với là cái đời mới cả này cái con xe này là cái chất lượng xe nữa. Cái chất lượng xe bên em đã test thử rồi. Vâng. Anh hiểu không? Vâng. Đấy, là đảm bảo cho anh là ok. Đúng. Tất cả luôn về nó zin, nó không có nghĩa là không có lỗi. Vâng. Đấy nên là anh mua xe với em thì anh yên tâm đi.
Không, tại vì là anh theo dõi cùng... kênh em cũng mấy năm còn gì. Ôi lâu rồi. Đấy. Cho nên là nói chung là cũng hôm qua đỏ một cái là chạy được tiền với đồng phi ngay tức khắc. Đấy. Thì sự là họ lấy trước thôi mà. Để điện cho anh liên tục. Đấy. Hàng thì coi nhá, ngân hàng đây ạ. Vâng, BIDV ạ. Đi luôn con Tesla của anh ấy đi các bạn, đẹp lắm các bạn. Em cảm ơn anh nhá. Vâng, ok. Các bác nhìn chiếc Tesla này đẹp nhỉ? Quá đẹp luôn. Đi anh em vào đây anh. Hai anh em vừa đi ngân hàng về các bạn. Đây anh, đây anh. Yeah. Đây, anh cứ ngồi xuống. Vâng, vâng. Anh ngồi. Đấy, đầu anh chọc cho nên em phải đổi mũ nhá. À rồi, ok. À. Thế là theo anh ý kiến anh xe này được không? Nhiều xe quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Hai anh em mình mà đến ngân được. Hàng để mà rút tiền đấy, là đấy. Luôn là test xe luôn, quá đỉnh. Xe quá đẹp luôn. Lần chia một cái điểm nào cả. Vâng, ok, cảm ơn anh nhớ tin tưởng bên em nhé. Chúc anh đi tốt dùng về. Vâng, giống đồ anh ký vào là xong rồi. Giao dịch thành công các bác nhé. Đó, bây giờ là anh có nhu cầu là bảo thay dầu anh nhé các bác nhé. Thay dầu, thay mỡ. Đó thì em đưa lên gara để thay luôn. Có anh em mở cửa. Tại vì là cái dầu mỡ cái xe này thì là trước đây em mua cái xe này em kiểm tra là nó vẫn ngon lành anh ạ. Vâng. Nó vẫn ngon lành nhưng mà nó vẫn còn ngon luôn nhưng mà chưa đến thời kỳ phải thay. Vâng. Đấy nhưng mà bây giờ theo ý kiến của anh này, nguyện vọng của anh là anh muốn thay đúng không? Vâng, để em chảy. Đấy thì là đúng rồi, thì là em em chiều lòng anh luôn, tại vì là em kiểm tra là cái dầu mỡ nó vẫn ngon lành luôn, tất cả vẫn ngon lành luôn, chưa phải thay nhưng mà anh vẫn muốn thay và thôi được rồi. Thì em lên cho anh thay luôn đi anh. Vâng. Đấy, được chưa? Vâng. Đấy. Đấy là phanh đấy. Vâng, rồi ok, rồi. Anh ga lên, vào số đi, vào phanh trong ga. Vào phanh, vào phanh trong vào số đó, vào phanh trong vào số. Vào phanh cho. Đây, anh bóp cái này, phải bóp phải bóp cái này. Xe đúng rồi. Em cũng có cái bóp này. Đấy. Đây, em bảo anh. Đây anh. Bóp đây em bảo đây. Anh. Đây, em bảo. Đây nhá. Trước này à? Đây có cái bóp đây. Ủa, để em bóp cái bên này. Bóp cái này anh. Anh cứ cầm thoải mái, anh cầm tay thoải mái em bảo anh. Được rồi. Rồi vào đi, tới rồi, ok. Nhả phanh bắt đầu ga từ lên. Vâng. Ok. Xe đi nó êm thế này kìa. Công nhận. Đấy, êm mà anh. Xe tuyệt vời. Trong tí anh đi đường xa thì anh lên anh đổ một phát bình xăng luôn. Vâng. Cho nó đầy luôn. Đầy luôn đấy. Đấy. Quá tuyệt vời. Xong ra lên đấy ấy xe chất lượng thật. Đấy. Tí anh đi đường xa anh phải thắt lưng ra toàn nhá. Vâng. Tí phải nhớ đấy. Vâng. Đường dài có tóc. Đèn đóm sáng sủa luôn. Đây dầu còn dầu thay còn thừa tương đây anh cầm về để lúc nào anh thay. Không anh ấy. À tí thì bỏ xe đây anh. Cầm cái cốp này. Đây cầm cái cốp vậy. Dầu này đi một vạn nhé anh nhé. Để lúc nào ấy thì thay còn thừa đấy. Cứ đi anh em đấy. Tay cái nhá. Ok. Em cảm ơn. Giao dịch vui vẻ nhá. Anh đi về đi cẩn thận đấy. Vâng. Đấy, anh ấy bắt đầu anh đánh xe về đấy các bác nhé. Dạ vâng, em là Minh, chuyên bán thuốc cũ toàn quốc, có địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên mua bán thuốc cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc các nhé. Đó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Đó, ví dụ như các bác ở khu vực miền Trung này, miền Tây này, miền Nam này, đó, do bận công việc các nhé, đó, hoặc là đường xa không ra được đúng không ạ, thì bên em vận chuyển vào cho các bác nhé. Đó, về cái chất lượng xe bên em đều có cam kết cho các bác bằng văn bản luôn ạ.
Đó, có cam kết bằng văn bản đầy đủ về cái chất lượng xe. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhé. Đó, cũng rất là nhiều bác rồi, nhận xe được như ý luôn. Đó, như ý đúng cái lời tả của bên em luôn, có đúng như cái cam kết luôn rồi nhé. Đó, thì nhân tiện đây em cũng rất là cảm ơn các bác đã luôn luôn ủng hộ cho bên em nhé. Và em mong muốn là các bác sẽ ủng hộ về cho bên em mãi mãi về sau này luôn nhé. Em chân thành cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác ạ. Dạ vâng. Sau đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem tổng thành cái mẫu xe nhé. Dạ vâng, chỉ có 148 triệu cái số tiền. Cái số tiền đó các bác có thể sở hữu ngay mẫu xe Dai Ugentra đây các nhá, 2010. Đó, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu các nhá, tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả điều hòa. Đó, mẫu xe này là số sàn các nhá. Được phủ màu sơn đen nhìn rất là khỏe xe và rất là sang trọng đúng không ạ? Em xin tư vấn luôn nhá, cái dòng xe này ấy, cái dòng xe này thì rất là nhiều xe là hay sử dụng taxi dịch vụ các bác nhá. Đó, nhưng mà đây là một mẫu xe gia đình luôn. Đó, không qua taxi dịch vụ các nhá. Đó, nên là cái chất lượng xe nó còn khá là đẹp luôn. Đó, đó em tư vấn luôn nhá. Đó, cái giá của xe taxi và xe dịch vụ ấy thì nó rất là rẻ thôi nhá. Nó rất là rẻ thôi, nhưng mà đây là mẫu xe gia đình luôn. Mà em bán cái giá nó cũng rất là hợp lý cho bác các nhá, chỉ có 148 triệu thôi ạ. Đó, xe khá là đều xe luôn, form dáng đẹp. Một cái mẫu xe Dai Ugentra mà đến cái thời điểm hiện tại bây giờ đây. Đó. Thì không bị lỗi thời một tí nào nhá. Đó, nhìn cái form dáng của nó vẫn còn rất đẹp luôn. Đó, cái dòng xe này form dáng sự bác là các bác có thể đi được chục năm, hơn chục năm thì nó cũng không bị lỗi thời luôn, tại vì cái form này nó rất là hiện đại các bác ạ. Cái form này nó rất là hiện đại luôn. Đó. Dạ vâng, em là Minh, chuyên gia tư cũ toàn quốc. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để có thể thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Và đây là cái phần nội thất coi nhá, nội thất khá đẹp luôn, đã độ lên cả màn hình Android. Đó, kết hợp đa chức năng luôn coi nhá. Đó, màn hình Android đây coi nhá, Android. Kết hợp âm thanh hay. Ở đây bác xem cái chất xe gia đình này, được chưa? Cái chất lượng xe gia đình này nó đẹp như thế này cơ mà. Coi nhá. Đó, từ những phần táp ly này được chưa? Đó, rất là đều luôn, rất đẹp luôn. Được chưa? Tất cả đây, những cái phần nhựa này, có gì nữa đúng không ạ? Những phần nhựa đây, đó, nó zin nó đẹp luôn các nhá. Đó, nó zin nó đẹp luôn. Đó, những cái này là zin nhá, không phải là sơn lại đâu các nhá. Toàn bộ đây những phần táp lô này, tức là phần táp lô này, tất cả những phần vân gỗ này, đó, khá đẹp luôn. Đó, vô lăng đây ạ các bác nhá, vô lăng đây, xe khá đều xe luôn rồi nhá. Tất cả xe bên bán ra đều có cam kết cho các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mua xe ở bên em nhé. Từng phần đinh chốt bản lề đây, những con các bác nhìn đây, một con xe nào nó còn đẹp như này các bạn, nó còn vàng ươm luôn. Táp ly cửa cánh bên này đây ạ. Toàn bộ nhựa nguyên bản này, vân gỗ này, nó lỉ nguyên bản này, được chưa? Rất đẹp luôn đúng không ạ? Ở đây keo chỉ nhá, keo chỉ là zin cả xe, không mất phân keo chỉ nào. Nội thất khá đẹp luôn, máy lổ cực kỳ. Nói chung là cái tầm tiền nó thực sự bác là chỉ có 148 triệu mà các bác đã có ngay mẫu xe này rồi, thực sự bác là quá ok đúng không ạ? Các bác nhìn này, rất đẹp luôn này. Tạp đi này, được chưa? Nó đồng đều với nhau nhá, nó đồng đều với nhau luôn, rất đẹp này, được chưa? Những phần nhựa này, các bác nhìn chưa? Keo chỉ đây nhá, keo chỉ zin cả xe. Nói chung là cái mẫu xe này thì các bác mua về là sẵn dùng thôi, không phải làm bất cứ cái gì các nhá. Đó, không phải làm cái gì nữa. Đây, sau đây em sẽ cho các bác xem cái phần cốp ở đường sau đây ạ, cốp ở đường sau. Thì xung quanh là lỉ đây, các nhá. Đó, lỉ nguyên bản này. Đúng không ạ? Toàn bộ bên dưới đây. Đó, xung quanh lỉ này. Khoang để đồ rất là rộng rãi luôn. Nó
và cái đồ này có thể là vệ sinh một chút là sạch thôi nhá. Đó, cái đó thì bên em sẽ vệ sinh cho các bác. Sau đây em sẽ cho các bác xem cái phần khoang máy động cơ nhá. Máy nổ khá êm luôn các bác, máy nổ khá êm luôn. Vậy các bác nào quan tâm có thể liên hệ cho em theo số điện thoại 0926 836 656 hoặc 0783 135 656 nhé. Quá chất lượng cho hạt mẫu xe. Màn hình đây có nhé. Tất cả những phần này nó mới này cơ mà, không nhìn tắp luôn đẹp chưa? Đó, rất đẹp luôn. Rồi em mở bác em xem phần của máy động cơ. Máy đại chất luôn nhá, máy đại chất luôn các bạn, máy đại chất luôn, rất đẹp luôn, nổ rất êm. Cái phần da máy nhá, cái phần da máy này nó còn sáng thế kia mà các nhá, nó còn sáng, nó không bị sạm đen các nhá. Đó, nhiều cái mẫu xe nó chạy nhiều các nhá thì những cái phần da máy kia nó sẽ bị sạm đen hết rồi. Nhưng mà đây các bác xem con xe này nó đẹp thế này cơ mà các nhá, răng đầu zin này nguyên bản này các nhá, răng đầu sơn zin nguyên bản luôn, tất cả những phần đinh bấm này, tem mác này, cực trượng khá đẹp luôn. Máy thì lổ êm ru, máy lổ êm ru. Sau băng đó tổng thanh xe Dai Ogenta sản xuất năm 2010. Một lần nữa em Mio Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.